Đấy, ông thì có vẻ như vẫn còn rất là tươi này các bác này. Đi vào trong rừng mấy hôm. Hôm qua là có một bác giấu tên là gửi cho ông là 100 ngàn các bác ạ. Này xem. Đấy. Thời gian vừa rồi thì ông có vẻ như là đi vào trong rừng khá là lâu rồi các bác ạ. Đấy, còn đây là cái phần quà của bà An Phạm là gửi cho ba ông cháu của bác ạ. Ui rồi. Đây á. Ui rồi, xem nào, ra bên này tí tí nó rất qua rất thằng nhạt. Ui rồi. Chỗ này thì chắc độ tầm là gần 15 cân đấy. Đấy, mấy ngày ông đi vào rừng thì để mà kiếm được một chút mật ong này thì cũng không phải là dễ dàng đâu cô bác ạ, vào mùa này ấy. Quang cảm ơn bà An Phạm đã gửi quà cho ba ông cháu đã. Con chúc bà thân nhà sức khỏe, làm thành công cho công việc ạ. Rồi. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi phần quà cho ba ông cháu. Con chúc bà thân nhà sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Thưa cô bác, trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì chắc hẳn rằng là cô bác rất là lo lắng cho ông đúng không bác? Đấy, cháu Lực cũng thế. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên thì rất là vui mừng là ông đã trở về đến nhà là an toàn, không có chuyện gì xảy ra cả cô bác ạ. Đấy, hôm qua thì là hai anh em có điện cho cháu Lực lúc là 12 giờ đêm cô bác ạ. Nói với cháu Lực rằng là ông đã về đến nhà rồi. Thái Sử thì cho anh hỏi hôm qua ông về đến nhà thì tầm mấy giờ? Tầm 12 giờ đêm ạ. 12 giờ đêm ạ. Vâng. Đấy là lúc mà ông đến nhà thì là điện cho anh rồi ạ. Vâng. Ở đây thì cháu Lực cũng đã dặn các em rồi. Lúc nào mà ông về đến nhà thì điện cho cháu Lực đấy. Hôm qua thì cháu Lực cùng với lại em Sử là đi để mà đón ông ấy. Nhưng mà rất là buồn là không có gặp ông ở trong rừng cả cô bác ạ. Đấy, ở rừng thì là một cái biển rừng mà rất là rộng lớn, cho nên là để mà tìm được người thì rất là khó cô bác ạ. Anh em đã vừa đi và vừa gọi và thậm chí là còn đi hỏi nhà, những cái nhà người dân, những cái ngôi nhà mà người ta làm lán ở trên đấy là có nhìn thấy ông không. Và cũng có hỏi là những người mà đi lấy củi xem là có gặp ông như cô bác ạ. Nhưng mà không có gặp ông cả. Hãy đến hôm nay thì cháu Lực lên và ghi hình lại cho tất cả các bác là cùng bớt cái lo lắng và giải tỏa bớt cái phần lo lắng trong cái thời gian. Với lại mấy hôm vừa rồi là ông không có ở nhà cô bác ạ. Cũng có rất là nhiều cô bác ở trên kênh là gọi điện trực tiếp cho cháu Lực này, nhắn tin này, hỏi thăm về là ông thì đã thấy chưa, hay là về đến nhà chưa, hay là sợ rằng là ông có chuyện gì mà xảy ra không ấy cô bác. Đấy thì hôm qua Sử cho anh hỏi thì là ông về đến nhà thì có bị làm sao không? Không đâu ạ. Không đâu à? Vâng. Thế còn Hải thì hôm qua là lúc mà ông về đến nhà thì em cũng biết chứ? Vâng biết ạ. Biết à? Vâng. Thế là bây giờ là còn lo lắng không? Không đâu ạ. Không lo lắng rồi à? Vâng. Đấy bây giờ thì có vẻ như là nhìn vào khuôn mặt của hai em cô bác thì có không có những cái hiện lên trên là cái phần lo lắng ở trên khuôn mặt rồi. Thế là hôm qua là ông về đến nhà thì lấy được cái gì vậy? Lấy được mật ong ạ. Được mật ong à? Thế là không lấy được củi à? Vâng. Ồ, thế là thời gian vừa rồi thì lúc đầu thì ông là đi lấy củi đúng không? Mình chỉ biết là ông đi lấy củi. Đấy, nhưng mà không biết được rằng là ông đi mấy hôm vừa rồi ấy, mấy hôm ấy thì là còn là đi lấy thêm mà tổ ông nữa. Thì hôm qua là ông về đến nhà thì về một mình ông hay là về cùng với ai nữa? Cùng một ông nữa. Cùng một ông nữa à? Vâng. Thế một ông nữa thì đã đi đâu rồi? Đi về ạ. Đi về nhà rồi à? Vâng. Thì hôm qua là ông đó có ngủ ở đây không? Có ạ. Có à? Nhà vâng. Ông đấy ở thì có xa đây không? Không xa đâu. Không xa đâu đúng không? Vâng. Thế là bây giờ hiện tại là ông đang ở đâu? Ông đang ở dưới nhà đó. Ông đang ở dưới nhà cũ à? Vâng. Thế là hai anh em là ở trên này là bây giờ là chuẩn bị là làm cái gì à? Vâng. Hai anh em là chuẩn bị làm cái gì bây giờ ấy? Mật ong thôi ạ. Lấy mật ong à? Vâng. Thế là một tí nữa thì hai anh em mình lên xong là vắt mật ong xong nhá. Vâng. Thế là vừa rồi là ông bảo lại sửa là vắt mật ong à? Vâng. Có lấy được nhiều không?
Được một tí được. Được một tí á? Vâng. Một tí là độ tầm bao nhiêu cân có biết không? Có được bằng có được một xô không? Được ạ. Được một xô à? Vâng. Thế hôm nọ là ông đi là lấy cả xô đi à? Vâng. Ồ, thế là có vẻ như là hai anh em không có biết về ông lấy thêm xô đi cô bác. Xô này thì là ông lấy ở nhà đi hay là ông đi xin ở ngoài? Chắc đi xin ở ngoài đó. Đi xin ở ngoài á? Vâng. À, có vẻ như là ở trong nhà thì không có đúng không? Vâng. Cái xô ấy. Vâng. Đấy, còn Hải thì bây giờ ở trên này là có làm gì không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế thì Hải ở trên này chuẩn bị những cái đồ mà một tí hai anh em bắt mật ong à? Vâng. Thế thì Hải ở trên này nhá, anh vâng. với lại Sử đi xuống ấy xem ông một chút nhá. Vâng. Rồi. Đấy, bây giờ hai anh em mình đi xuống đi nhá. Ông thì đang ở dưới nhà dưới à? Ồ. Ai thật sự trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng rất là lo lắng cô bác. Ở đây thì cháu Lực là người mà trực tiếp ở đây, còn các bác chỉ là những người mà theo dõi thức phim mà cháu Lực đăng tải lên. Nhưng mà các bác cũng rất là quan tâm ông, sợ rằng là ông có chuyện gì xảy ra. Thì hai anh em rất là ân hận khi mà vừa mới có một cái ngôi nhà mới, còn chưa được một năm. Thực sự ra thì ông là người mà hy sinh cho hai anh em Sử rất là nhiều cô bác ạ. Hãy để xem một tí nữa xem là ông lấy mật về tới nhà như thế nào. Nếu mà được thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ cho ông cô bác nhé. Không biết là được ít hay là được nhiều nữa. Theo như em Sử bảo là được một ít thôi. Ôi giời. Đấy, hôm nay thì biết tin là ông về thì cháu Lực cũng chạy vội lên trên này luôn. Ôi đây là nhiều củi đấy Sử. À, chắc là có cả lấy cả thêm củi này đấy cô bác này. Củi này thì chỉ có ở trên rừng già thì mới có được đấy. Thế là này là Sử đi vác về là ông vác về? Ông vác về. Rồi. Ông là vác về à? Ồ. Thế là củi này là hôm nay mới đi lấy hay là tối hôm qua lấy về rồi? Hôm nay mới đi lấy đấy. À, nay mới đi lấy thôi à? À, có thể là ông đem để một chỗ nào đó của bác ạ thì đến hôm nay thì ông mới đi đấy. Ông có ở nhà không? Không. À, có vẻ như là không ở rồi. Ông đi chân trâu rồi á? À, ông đi chân trâu rồi cô bác ạ. Ôi, cái này là để làm gì đấy? Ai nhổ đấy? Ai ông à? Thế là ông về đến nhà là làm việc luôn à? Ông là không biết là chân trâu ở đâu cô bác ạ. À, cái kia, Sử anh thấy rồi. Anh thấy ông ở dưới kia rồi. Đây, ông thấy. Anh thấy ông ở dưới kia rồi. Ông thì có vẻ là làm cái gì đấy. Hôm nọ Sử bắt ông về thì để đâu? Để trên chuồng trâu đấy à? À, có vẻ nhìn thấy từ xa thì ông đang làm cái cột để mà cho đố leo lên đúng không? À, chắc là vừa rồi ông tỉa bớt chỗ này đúng không? À, ông đi xuống dưới này. Đấy. À. Ôi dồi, ông lấy được nhiều thế. Có vẻ như là ông lấy thêm cái này. Ôi dẻo bác thú á. Ô, đầm lái tức này dê. Nay vì đóng nó mắt là dê này à? Ồ. Ôi, lấy cả xà beng chọc nữa cô bác này. Nhìn thấy ông khá là khỏe đấy. Ô, về đắm dê này à? Này tôi dù này nè. Tôi này nè. Này dê bị đóng chỉ đâu mà. Ờ cái tài mà. Tế bài á? À. Ngàn hợp biểu mà mấy, ta để mà. Ờ, lăng nhà ổ. Ờ.
Thế là cái chỗ này là từ hôm qua là ông chặt rồi cô bác ạ. Cùng ông trồng một chút. Tốt đấy gì nhỉ? À tốt nghiêng nghiêng là gì? À trồng cái này là phải trồng nghiêng nghiêng một chút cô bác ạ. Nào bông ạ, ổ chiên rồi gì? Bà con này. Ngày hôm nay lên thì cũng có một bác là giấu tên. Bác có gửi cho ông là 100.000 cô bác ạ. Đấy, cùng ông làm chỗ này xong thì cháu Lực sẽ gửi cho ông sau. Ông bác này to phong bây giờ. Ui, được kháo gì ông? Đấy. Náo mấy gì này à? Ồ, đắm đi luôn này chứ gì? À. Ô này bẹo cái thằng em mà chưa được rồi nè nọ, thằng tươi ở đây nữa. Đấy ông thì có vẻ như vẫn còn rất là tươi này cô bác này, đi vào trong rừng mấy hôm. Nga mi con ở trên hồi dè bạc không? À. Hôm qua là có một bác giấu tên là gửi cho ông là 100.000 cô bác ạ. Đây dè. Đấy. Thời gian vừa rồi thì ông có vẻ như là đi vào trong rừng khá là lâu rồi cô bác ạ. Văn giảng thủ văn nó chín khâu ván rồi dè nọ. Ông bảo là thời gian này là ăn cơm là không có ngon mấy cô bác ạ. Đấy có thể là ông đi vào rừng mấy hôm rồi cho nên là ăn những cái giấc ngủ của ông thì giảm mà sút đi. Nay bà lắng thăm đấy, hơi xử với bẹc má biến. Dê hàng bẹc má gì mà? Xử hà xe quân giả. Ồ, xử thay bẹc má không? Thế là củi này, cái này là xử đi bác về à? Ồ. Đi tự ra kia vác à? Đấy, ông là đi chặt về, thành ra là đi ra đến đường lớn rồi. Là để em xử biết chỗ là đi vác về cô bác. Nói là ông đi vào rừng mấy hôm thôi mà là lấy được rất là nhiều thứ cô bác này. Những cái cành củi to này, những cái cây nhỏ này. Ở đây thì cũng có rất là nhiều các bác có dặn với cháu Lực rằng là đừng để ông đi vào rừng là nhiều nữa. Thì cháu Lực cũng đã nói với ông khá là nhiều lần rồi đấy, nhưng mà do là có vẻ như là từ thời xa xưa rồi thì ông hay đi vào trong rừng ấy, thì là không thể bỏ được những cái thói quen đấy cô bác ạ. Mà bây giờ thì chỉ có giảm bớt đi thôi. Này liệu bác thầy nó bán cái gì nè? Này liệu bác thầy nó bán á? Thế nè. Đấy, đi xuống nhìn thấy ông là khỏe mạnh, không có chuyện gì là vui rồi cô bác ạ. Đấy, phải nói là cũng xin cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm tới ông cô bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm tới ba ông cháu nữa. Cái này lấy bấu mấy dè cái này à? Cái này tốt bài thì tốt bài thì mắc? Ừ. Mình tốt bài mấy mà này à? Ừ. Mình tốt bài mấy? Ừ. Mà làm tài xử tay mà mình ốc? Bạn bức chứ đấm chứ này à? Ừ. Ồ, tưởng là ông trồng nốt luôn chỗ này cô bác này. Thì ông bảo là để ngày mai thì ông mới trồng thêm. Lấy múng tỏ thường tổ đi dân dè nâng mì thường đó á? Dân dè cái chết. Cái này cái mũ mi mà. Nương mi nữa? Cái này mũ mi bộ. Văn, bọn trên hồi văn hứ lên, phải đi hứ thứ nữ mà chỉ nó. Thứ nữ, thứ phở mà chỉ nó. Bảo là các bác đưa tiền cho thì ông lên đi chợ ăn phở. Ăn phở với lại mua thịt về ăn các bác nhá. Ôi, cái này, này chỉ đến đây bán là gì nè? Bán nào khá à? Rút cầm bụi rú hả? Đóng lưng đến đây đấy nhỉ? Để chuyển đắng à? Này đừng... Chẳng đi chuyển, chẳng đi chuyển... Bố lên mà đây thằng đừng cắn cái chút băng nào. Thằng đừng sóc quần băng nào. Đừng sóc nào. Một thằng đi sóc nào. Một thằng nào? À. Thằng... Thằng đừng háo nữa? Sưu hà. Ồ. Sưu hà là cái băng thôi. Đấy, theo như ông chia sẻ với cháu là rằng là cái phần đậu tương này của bác này ông trồng thì sẽ để sẽ gọi là được là đến tháng 5 thì là được ăn được hái đi bán rồi. Bận tập dân mới gì? Phải bà. Bẹp của dân rồi đấy nhỉ? Mà. Thì vai á? Ồ. Thì vai gì thế ta đấy? Ồ. Thế là ông là vừa đi chăn cả trâu nữa của bác này. Ông vừa bảo là ông thì thả trâu ở tít ở bên kia, bây giờ thì ông đi xem trâu đó.
thì ông mới về nhà được. Ông thả trâu bên kia thì tí sợ có mất không sự? Không sợ đâu à? Đấy, vào mùa này thì hầu như là không ai trồng gì nên là không sợ đâu nhỉ? Đó, thế là bây giờ anh em mình đi vào nhà đợi ông đi nhỉ? Đi vào nhà đợi ông để xem là cái thành quả mật của ông như thế nào. Ông để nhà mới nhà cũ? Để nhà mới thôi à? À. Vậy đến hôm nay thì các bác nhìn thấy ông là còn rất là khỏe mạnh, là không có bị làm sao đâu các bác nhá. Ông là về đến nhà là an toàn rồi, không có chuyện gì cả. Ôi chỗ này thì có vẻ như là chuẩn bị là được vun rồi đấy nhở. Phân bón của Sử thì dùng hết chưa? Phân bón của Sử thì dùng hết chưa? Sắp dùng rồi à? À, dùng hết rồi à? Rồi. Thế thì lại mua thêm nhỉ? Lên cao này là dùng à? Ôi đây này, đây là ba ông cháu còn để lại mà sang năm sau là còn có thêm cả giống rau cải méo của bác. Hầu như là ba ông cháu là hình như là trồng cái gì là đều là để lại giống hết cả. Lấy đi làm gì? Trồng nhiều quá. Đúng rồi, cái này là trồng nhiều quá là ông tỉa bớt đi này cô bác này. Đấy, tỉa. Ăn ngon đấy. Ăn ngon á? Thế cái này thì bây giờ mang đi xào à? Vẫn là lấy cái lá này để mà nấu canh đúng không? À, cái lá non này các bác này thì vẫn dùng để mà nấu canh được. Kiểu nó mới mọc mầm cho nên là nó rất là ngọt. Uầy, đây này. Ông thì về đến nhà là chắc hẳn là vừa rồi, trong khoảng thời gian vừa rồi đi là đem cả thêm mà quần áo nữa. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là một cái, hai cái này, ba cái áo, hai cái quần nữa. Đây, về đến nhà thì mới giặt. Đây, bây giờ thì đi lên trên nhà mới xem là cái thành quả của ông là được như thế nào. Đây, thấy là có cả củi đây này các bác này, củi rất là nhiều nhá. Đây, bây giờ thì hai anh em là sẽ ở đây đợi ông một lúc xem là cái thành quả của ông như thế nào thì sẽ cho tất cả các bác là cùng xem sau khi mà mấy ngày ông đi vào trong rừng cô bác nhé. Đây, còn đây là cái phần quà của bà An Phạm là gửi cho ba ông cháu của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì là ông có đi xem trâu đấy, nhưng mà ông chưa về đến cô bác ạ, vẫn đang tiếp tục là chăn trâu. Thì ông có bảo với cháu Lực với lại em Sử với em Hải là vát mật ong để cho cháu Lực đem lên trên kênh. Nếu mà các bác có mua tới mật ong của ông thì các bác gọi điện cho cháu Lực của bác nhé. Sử thì lấy cái thành quả của ông ra cho các bác cùng xem được không? Đấy, thành quả của bà An Phạm thì phải nói là rất là nặng của bác ạ. Ở đây thì bà An Phạm gửi rất là xa xôi ấy. Hải ạ, em có nhớ, còn nhớ đến bà An Phạm không? Có ạ. Còn nhớ à? Vâng. À, đến mùa bây giờ đến mùa hè ấy, thì chịu khó là tắm rửa giặt áo. Ôi ôi đây á, ôi ôi ra bên này tí nó rất qua rất sang nhạt. Ôi ôi chỗ này thì chắc độ tầm là gần 15 cân đấy, khá là nặng. À, đây là những cái xô, cái này là cái xô nhựa hôm nọ mình sơn nhà hay sao ấy. Chắc là ông lấy ở nhà đi thôi xô này ấy. Ở nhà có chậu gì không? À kia, anh thấy kia không? Cái chậu kìa. Thế là cái chậu kia chắc là vừa rồi hai anh em vừa mới rửa thôi nhỉ? À, thế là vừa rồi là cũng chuẩn bị vắt mật ong à? Vâng. Còn là có cái tấm gì để lọc không? Có tấm gì để lọc không? À, cái tấm, cái hôm nọ mà anh để đây thì còn không? Cái... thế là cái này là hôm nọ là vẫn còn để à? Cái danh à? Hãy dùng cái khăn xô này thì lọc thì nó sẽ được ký hơn cô bác ạ. Đây, bây giờ Hải cầm nhá, anh với Sử nhấc ra xem nào. Đây. Ôi dồi. Nào. Ui rồi.
Nào, đi vào đây. Đấy, từ từ đi vào đây đã. Ui. Ui, có cả sáp luôn này, cô bác này. Hình như hầu như là ông chưa có vắt đâu. Anh em mình vắt để vào đây thôi chứ nhỉ? Là được 15 cân cô bác ạ. Bây giờ thì thử bỏ vào trong xem là cái chất lượng của mật nó như thế nào nào. Thử nhé. Đây, vừa rồi thì ông có bảo với cháu Lực là cùng các em là vắt ra để xem được bao nhiêu. Như này là ít rồi à? Nếu mà mọi khi đến mùa nó xử lý lấy được nhiều hơn à? Ừ. Thế mà 15 cân thì bảo là ít rồi cô bác. Hóa ra là vẫn chưa có ít. Ui, có vẻ như là ông buộc rất là chặt này. Sứ ơi, sứ à? Thử lấy cái bát ra anh em mình nếm thử xem nào. Anh em mình nếm thử đi. Xem là cho bác cùng xem chất lượng mật này các bác này. Đấy, em cameraman có thể quay vào trong cho các bác cùng nhìn mật. Nào Hải hộ anh xem nào. Anh căng ấy à, ông cũng lấy à hai lớp cơ, hai lớp bên đây. Ủa ở đây này con. Cô bác ơi, có cả con này. Ủa ôi. Màu mật có vẻ như là đầu mùa thì nó trông rất là đẹp cô bác. Sửa lấy bát ra xem là anh em mình đeo hoa tay đã. Có bao tay không? À có à? Cóc luôn à? Đây, mọi người. Bao tay là trước để vẫn còn à? Ôi, nhưng mà hết rồi à? Có á? Có mỗi 4 cái thôi. Có 4 cái thì có 2 đôi thì anh em mình Hải là tí cầm nhá. Ở nhà có cái nào không bao tay? Có. Có à? Đấy, cho các bác xem chất lượng mật. Không, mình không có gì để buộc đây nhỉ. Nhà có dây nịt không? Sửa xem có dây nịt không? Dây nịt buộc cái này thì cho nó chắc một chút. Đấy, mà anh em vắt một chút cái thành quả của ông đó cô bác. Rồi thì một tí nữa bóc cái phần quà của bà An Phạm sau. Đấy, mấy ngày ông đi vào rừng thì để mà kiếm được một chút mật ong này thì cũng không phải là dễ dàng đâu cô bác ạ. Mà mùa này ấy, mùa này thì đang là vào cái mùa mà hầu như là chưa có mật ong mấy. Nhìn là mật ong rất là đặc sệt này. Không có đâu á. Ôi thế thì không có thì thôi vậy nào. Bây giờ thì nào, hãy bén xuống nào. Bén xuống để anh xem nào. Đấy. Bén xuống Hải ơi. Đấy, bén xuống nha. Anh em mình ua đây này. Wow. Ui ôi, đây này cô bác ơi. Mật ong rất là đặc sệt này. Sử thử lấy nếm thử một tí xem nào. Đây, sử thử nếm thử một tí nào. Tay đây, bóc cho nào. Đấy ui, mật này thì. Đấy xin phép các bác là cháu được cả với lại em sử nếm thử một tí nhá. Ăn đi thử. Đấy. Thử làm một tí nào. Ui. Hải bỏ ra làm một tí nữa Hải. Lấy cốc ra Hải, lấy cốc ra. Cốc ra cho Hải cái đây. Đây là cô bác này còn. Đấy cốc ra thêm, đấy. Đấy, Hải làm xem nào. Ăn xem nào. Đấy, xin phép các bác nhá. Lấy ra ngoài xa xa một tí nhá. Ngoài xa xa một tí nhá. Đấy. Đây này, rất là đặc các bác. Xin phép các bác nhá. Ngọt quá bác ạ. Thơm nữa. Thế nào sử? Ngon à? Chứ hôm qua vì là chưa thử à? Anh còn phải nhả bá ra. Không nuốt được. Rất là ngon. Rồi. Hải thử kiếm một cái bao tay đi Hải ơi. Đấy, đi ăn xong đã. Nếu mà có cái dây gì buộc ở đây thì chắc chắn hơn. Hải tay chưa dính mật thì Hải đi kiếm dây nhá. Xem là cái dây gì mình buộc ở đây thì nó chắc hơn. Tí mình làm thì nó sẽ được ấy hơn. Ở đây thì còn nguyên con nữa này cô bác này.
À, cái mật ong, cái tổ, cái loại ong khói này là con nó to hơn nhỉ? Vâng. Loại hôm lọ sử đi ấy thì nó nhỏ hơn nhỉ? Vâng. Đây này, ui, con nó to quá đây này. Còn là nguyên con đấy cô bác ạ. Con này thì nhặt nó ra. Đây còn nguyên cái tảng mật này cô bác này. Ở đây thì cháu Lực sẽ không là có lấy vát cô bác nhá. Sẽ lấy để cho nó tự rớt ra. Ủa đây này. Cháu Lực sẽ bóp một chút cho. Đây cô bác cùng nhìn đây này cô bác này. Cái mật là rất là đặc sánh. Rất là đặc luôn, cô bác có thể nhìn thấy ở cái phần dưới nữa. Em cameraman có thể xoay xuống dưới đây. Đấy, khi mà cháu Lực bóp một chút thì mật nó chảy xuống thì rất là dày tọc luôn. Cái này thì sẽ để cho nó để đây nhá. Đấy. Đấy, sửa cơm nhá. Cái này thì sẽ để nó tự rớt ra, mình không lấy bóp nhá. Đây, cô bác nhìn này cô bác này. Đấy. Ui dồi ôi. Đẳng cấp quá mật này. Đấy, để đây nhá. Đấy. Còn là một tí nữa mình sẽ lấy lọc ra sau. Đây, ở đây thì nếu mà các bác mua mật ong ấy thì các bác sáp ấy thì cháu Lực sẽ tặng luôn cả sáp. Cái này thì lấy luôn cả sáp nó đi nhá. Vâng. Rồi. Đấy, để đây. Ui, đạc luôn này. Đạc quá mật này. Đây, chỗ này thì chắc là ông không lấy được nguyên cái sáp hết đâu chỗ này ấy. Vậy bây giờ thì chắc là phải nhà này còn cái xô nào nó không nhỉ? Hải lấy cho anh cái kia. Anh thấy dưới kia. Cho lấy cái đấy đúng không? Đấy, để đây. Đây, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã vắt xong rồi cô bác này. Có thể là cái tấm lọc nó còn khá là thưa, cho nên là về cháu Lực sẽ phải là lọc lại cô bác. Chỗ này thì chắc rơi đó độ tầm được 7-8 lít gì đấy. Đấy, còn cái sáp này thì cháu Lực sẽ không có lấy bóp cô bác nhá. Cái sáp này thì mang về sẽ để mà để cho nó ráo, cho nó ráo thôi, sẽ không lấy sáp. Sáp thì có vẻ như là ông lấy cũng rất là ít thôi nhỉ. Đây thì có lấy lại một tí nào không? Không, không à, thế là để đem đi bán hết à? Vâng. Sẽ rất là mong các bác sẽ ủng hộ cái mật ong của ông sau khi mà 4 ngày là đi khai thác về. Vâng. Sử có muốn các bác là mua cho không? Có ạ. Có à, Sử thì nói câu cho các bác là để ủng hộ mật của mình xem được không? Vâng. Con rất mong các ông các bà mua ủng hộ mật ong của con, đấy, mật ong của ông đấy. Vâng. Con rất mong các ông các bà mua mật ong ủng hộ của ông. Cái này thì không phải là của Sử đâu nhỉ? Vâng. Còn Hải nữa, Hải có muốn gửi lời nào cho các ông các bà mua mật của ông không? Có ạ.
Con rất là mong khi thấy hộ ông mua mật ong ạ. Đấy, có vẻ như là chỗ này được tầm 6-7 lít thôi các bác ạ. Không có nhiều đâu. Anh Như Sử có chia sẻ với cháu được rằng là có những lần là còn đi lấy được là nhiều hơn. Thế còn là nếu mà các bác có nhu cầu là lấy nguyên cái sáp ấy của bác thì cháu được sẽ gửi nguyên cái sáp lên cho. Chỗ này thì hiện tại là trong cái con mật thì cũng khá là nặng của bác này. Cái bầu mật của mật ong khoái thì nó sẽ to hơn của bác nhá. Tại cái lỗ của nó sẽ to hơn này của bác này. Rất là to này. Đấy, cái này thì để một tí nữa anh cầm về xong rồi anh đem chắt lại thêm một lần nữa nhá. Vâng. Có vẻ là anh cầm về là chắt lọc thêm một lần nữa xong nó sẽ hao hụt thêm một chút đấy nhá. Vâng. Đấy rồi thì về anh sẽ được bao nhiêu thì anh sẽ bảo với các em. Vâng. À, đây thì các em cũng tin tưởng cháu Lực rồi cho nên là cũng không có sợ rằng là cháu Lực là mang bán bất đi cả cô bác ạ. Có sợ anh đem bán đi 1-2 lít không? Không sợ đâu. Không sợ đâu à? Đấy, còn một tí nữa thì mấy anh em sẽ bóc cái phần quà của bà An tạo sâu các bác ạ. À. Bây giờ thì sẽ để mật đã, rồi thì một tí nữa sẽ bóc sâu. Đấy, có vẻ là thùng quà này sẽ khá là nặng các bác ạ. À. Bây giờ thì sẽ khá là tối rồi, bật một chút điện lên đã. Sử ơi, có dao không? Em thử lấy dao ra bóc qua phần quà này nào. Mình xem là ở bên trong là cái gì. Đấy, từ từ đã Sử ơi. Đấy, trước khi mở quà thì là gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm trước nhá. Đấy rồi Sử đi. Quang cảm ơn bà An Phạm đã cử quà cho ba ông cháu đã. Con chúc bà thân nhật sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Rồi. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi phần quà cho ba ông cháu. Con chúc bà thân nhật sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Đấy, cái phần quà này thì phải nói là anh cũng không biết là cái giá trị của nó bao nhiêu đấy, nhưng mà bà nói với anh là giá trị của nó rất là cao đấy. Và hiện tại thì ở trong này cô bác này vẫn còn là chưa có vết tích nào mà mở đâu cô bác nhé. Đấy, em cameraman có thể soi cận cảnh đi. Đấy ở đây thì chưa có vết tích nào mà bị người ta tháo băng dính ra cả cô bác ạ. Với lại ở phần cái mép ngoài này nữa đấy. Nếu mà rạch thì người ta sẽ rạch ở giữa, còn chứ không ai rạch ở đây này cả. Nếu mà rạch như này thì nó không ăn đấy. Soi cái phần là đít nữa. Đấy, đây cô bác nhá, đã vẫn chưa có vết tích nào mà ai mà bóc ra cả cô bác nhá. Có thể là cái tem này là cái tem mà ở bên từ nước ngoài mà gửi sang ấy. Đấy, ở bên ngoài thì bà cũng bọc vào rất là kỹ này. Còn những lần có thể là trong quá trình vận chuyển ấy nó sẽ hơi bị kiểu bị móc mép một chút cô bác ạ. Tại vì gửi từ bên Mỹ sang thì độ tầm là 1 tháng thì mới nhận được. Đấy, bây giờ thì Sử là em mở quà nhá. Rồi. Đấy, mở ra đây bên trong là cái phần quà gì. Nói là bà An Phạm gửi rất là nhiều quà cho ba ông cháu rồi. Đấy, đáng lẽ là ông là ở nhà mở quà cùng thì nó sẽ vui hơn. Thế nhưng mà ông đi chăn trâu rồi, thành ra là ông không có về được cô bác ạ. Không, em gạch nguyên cái dứa này đấy, cái dứa này đấy. Đấy. Đấy, mở ra nhá. Rồi. Ôi, có vẻ như là nhìn thì thấy có quần áo nữa cô bác ạ. Đấy, mở ra nhá. Rồi. Đấy. Đây là cái gì đây? Xem nào. Cái bưu phẩm cái gì đây? Không biết là xem ở bên trong. Đây là cái tiếng Anh cho nên là chúng Đức không có biết đọc mấy cô bác ạ. Mở ra bên trong. Bên trong là không có gì cô bác nhá. Đấy, chỉ sợ là bà để tiền ở đây thôi. Bây giờ thì mở từ phần quà nào trước. Phần quà này đi. Đấy. Nhưng mà có chữ hay sao ấy, Sử phải Hải Sử cho Hải đọc đi xem là chữ gì. Không, đọc trên này này. Đấy, đọc trên này là xem là cho ai trước đã. Rồi, Hải đọc đi. Một áo gió, hai quần, một con, một đôi tất, một chiếc mũ của Sử. À, của Sử à. Thế thì cho anh nha. Anh xin được phép là anh mở ra xem là có đủ không nhá. Đấy. Tại vì thực sự ra các bác ạ, cháu Lực không bóc thì sợ rằng sẽ có nhiều các bác nghĩ rằng là đưa đồ thiếu cho em. Đấy. Thứ nhất là có một cái áo gió này. Đấy, áo gió thì là áo này nhá. Đấy,
áo gió này là áo của sử đấy nhá. Đấy nhá. Đấy còn là thứ hai thì có hai quần jean bò này. Đấy thì là đây nhá, hai quần jean bò đấy nhá. Đấy. Đây nhá. Đấy anh gửi em nhá. Và thứ ba thì có một đôi tất này. Đôi tất thì đâu nhỉ? Đây. Đấy, thứ ba thì có một đôi tất này. Và thứ tư thì có một chiếc mũ này. Là cái này đúng không? Chiếc mũ thì trong này có cả cái này là xà phòng tắm nhá. Đấy. Đấy đây, anh gửi sử nhá. Đấy, và xong cái phần quà của sử nhá. Rồi tiếp tục Hải mở cái phần quà này xem nào. Đấy, vừa rồi là cái phần quà của sử của bác nhá. Cháo sử một áo sơ sơ với sọc một quần bò một áo dài tay trắng hai quần ngắn ba áo ngắn ngắn tay mấy áo còn mưa còn mới chứ không phải còn mưa đấy. Ra đây anh cho anh xin phép là anh sẽ mở nhá, sửa nhá. Vâng. Đấy. Anh mở ra xem là bên trong là có đầy đủ không nhá. Tờ giấy đâu nhỉ? Đây đúng không? Tờ giấy là cháu sử này, một áo sơ mi sọc này. Cái này là chất bảo quản đấy, cái này là không được ăn nhá. Vâng. Đấy. Áo sơ mi sọc của sử đây nhá. Đấy. Đây nhá. Vâng. Anh gửi sử nhá, áo sơ mi sọc này. Thứ hai thì là có một quần bò này. Đây, đây là một quần bò đấy nhá. Đấy, đây là quần bò đấy nhá. Rồi. Và thứ ba thì có một áo dài tay trắng. Đấy, đây nhá, áo dài tay của sử trắng đây nhá. Thứ tư thì có hai quần ngắn. Anh xin phép anh để đây đây nhá. Hai quần ngắn thì là đây, một cái quần ngắn đây. Thêm này một cái quần ngắn nữa. Đấy. Là quần ngắn nhá. Đấy. Thứ ba có ba áo ngắn tay. Mấy áo còn mới. Đây. Đây nhá. Một đây nhá. Hai nhá. Ba nhá. Đấy. Đấy là vừa là những cái phần quà của sử nhá. Bây giờ thì tiếp tục là đến cái phần quà nó trước nhỉ. Đây đi. Đây nó. Đây thì ở bên trong thì chắc là cái gì kẹo nho hay sao các bác ạ. Thì cái này thì sẽ để đây cho các bác nhá. Chắc cái này thì cũng là để cho hai em thôi. Đấy. Còn là cái này là tờ báo này. Mấy cái tờ báo để mà xem cái mẫu giường này. Với lại thêm là mẫu ghế này. Đấy. Ui dồi, đẹp hết nhỉ. Đây. Hai anh em thích làm một bộ như này ăn cơm không? Có. Có à. Bộ như này thì chắc ở bên Việt Nam thì không có đâu các bác ạ. Bên nước ngoài thì mới có. Đấy, để đây đã. Còn là cái này thì là căng tay nhá. Đây, anh để đây cho nhá. Còn xem là cái này này. Cái này là chắc là bánh thôi. Đấy. Bánh sao các bác ạ? Đấy. Cũng là của ba ông cháu thôi nhá. Anh để đây cho nhá. Đấy. Đây thì cũng có này. Đây. Đây thì cũng như cái này này. Đó. Tiếp tục là thêm là cái này này. Đây thì không biết là đây, ở đây thì anh xin phép là đọc những cái lời mà bà gửi cho em một chút nhá. Đấy, bà nhắc lại cho con nhớ quần áo của con và của các em bà ghi tên, rồi những bọc cá của con thì cũng ghi tên nhưng để ở bên trong túi ni lông màu trắng nâu, chắc là trong này này, màu trắng nâu, ni lông, túi ni lông màu vàng nâu, con phải coi rồi lấy, trong đó có 6 hộp của 6 hộp cá của con, còn của em Sử thì bà ghi tên rồi, của con cá một hộp. Nhớ có ghi tên khi mở thì con nói đây là quà của gia đình bà An Phạm nhé. Đây là quà của gia đình là bà An Phạm nhé. Đấy, bây giờ thì anh vừa rồi thì anh cũng đọc là lời của bà gửi xem ấy, thì anh cho phép là mở cái này xem nhé. Có vẻ là đây là những cái hộp cá mà vừa rồi bà có bảo hay sao ấy, đây này. Đấy. Còn bà thì phải nói là rất là kỳ tính các bác ạ. Còn ghi ở đây nữa. Đấy, sự cầm anh cái này, này anh đọc 10 hộp cá của Sử Hải, đây là loại cá ngon nhất và bổ nhất, ngang tầm cá
sâm mầm chế biến với dầu ô liu ăn ngay. Cái này thì là ăn ngay nhá, bóc ra là ăn được luôn nhá. Rồi cái này thì em để vào đây đi. Đấy, cái này là của các em nhá. Rồi. Rồi tiếp tục là cái này thì cũng ôi. Cái này là bà bảo là gửi cho cháu Lực của bác nhá, có tên của cháu Lực này thì là cũng để đây đó nhá. Ôi, còn đây là thắt lưng nữa, thắt lưng này thì không biết là vừa ai. Đấy, hai anh em xem là vừa ai thì là của ai nhá. Rồi. Cái này là dùng để làm gì thì các em có biết không? Không biết ạ. Đây là sơ mớp dùng để rửa chén nhá. Đấy, dùng để rửa chén nhá cái này ấy. Cái này là cái kính nhá, kính để mà đeo khi xử làm cỏ nhá. Đấy, bóc ra xem nào. Xem là kính nó như thế nào. Ui, hộp vào trong rất là đẹp này. Rồi, đây. Để mà xử đeo khi làm cỏ nhá. Đấy, đây, hộp đây. Còn đây này. Đây là quạt xử nhá. Đây này, ghi tên là quạt xử ấy. Thì là mở xem, anh cũng sẽ mở trong nhá. Xem là có đủ đồ không. Tại vì sợ rằng là thiếu. Đấy, là ở đây là có một cái quần nhá. Có thêm một cái áo nhá. Rồi. Còn cái này thì phải xem trong biết. Cái này là cái miếng dán khi nào mà bị vết thương nhá. Có ai bị vết thương không? Xử xem tay có bị không? Không bị nhá. Đây, anh xem đấy bị. Đấy, đây là bị ngã xe này. Đấy, thì dán từ cái đây vào nhá. Đấy, đây anh dán cho xử luôn. Này, hướng dẫn cho các em là phải dán luôn. Đấy, bỏ ra như này này. Đấy, bỏ ra như này nhá. Xong là xé ra. Đấy. Nào, cái bị ở đâu? Đây đúng không? Ủa, đây viết to quá này các bác này. Đấy, dán như này vào thì nó sẽ không có bị cái gì dính vào đây nhá. Vâng. Đấy, cái này nhá. Đó, là nhớ là cái này nhá. Vâng. Đó. Tiếp tục là xem là cái gì này. Là không có ghi tên, đấy cũng là kẹo thôi trong này ấy. Vâng. Nhá. Đây là xử hải nhá, của hai anh em là xử hải nhá. Đây nhá. Còn cái này là hạt mấp đậu đúa. Hạt này là mấy đứa em các em là dùng để gieo để trồng nhá. Mùa này thì đang là mùa đúng không? Đấy. Thì còn có tên ở đây thì anh sẽ không có mở ra nữa nhá. Xem nào. Ôi, đây có một cái vali này. Đây là vali này để đựng giấy tờ cần thiết, để tủ khóa cả hình ảnh gia đình của bố Hải Sử nhá. Cái này là cái vali nhá. Đây này. Đây là xem mà bà ghi đây là cái gì này. Của Sử. Túi này. Đây. Đây xem là ở trong là có thêm cái gì không. Đây ở bên trong thì có ui. Những cái đồ mà để vật dụng cá nhân của em nhá. Đây là túi nhá. Đây, đây túi xem nào. Anh của Sử túi này. Đấy. Còn đây là thêm là một cái đĩa để mà ăn cơm nhá. Đấy. Còn ở đây thì còn có rất là nhiều đồ các bác. Còn cái này là cái bấp mà để em đựng tiền nhá, ngăn này nhá, để giấy tờ tùy thân mọi cái là vào đây nhá. Đấy, rồi. Đấy. Đấy, cái sự này. Còn đây là thêm một cái phần quà là bí ẩn nữa, không biết là phần quà gì. Đấy, phần quà bí ẩn của Sử nhá. Đấy rồi, thì em để vào đây đi. Đấy, cái này là của riêng em thôi nhá. Đấy. Còn ở đây thêm là một cái hộp nữa của Sử này. Đây anh cho Sử này, Sử thử mở ra xem là ở trong là cái gì. Và đây thì là thêm là một cái túi hay là cái khăn nhá. Khăn để mà em tắm rửa nhá. Đây, anh xin phép là gửi cho Sử đến đây nhá. Sử ấy. Đấy, phải nói là bà An Phạm rất là thương yêu các em của bác ạ. Gửi những cái phần quà từ rất là xa xôi tới tay của các em. Có thể là em Sử đang mở là một cái dây chuyền hay là cái gì đấy. Thêm vào một cái này là cái gì đây? Dây chuyền đúng không? Dây chuyền. Dây chuyền đấy. Đấy các em, bà An Phạm dây chuyền với lại cả nhấn hay sao đúng không? Vâng. Ở đây có cả nhấn đây này.
Đây là cái nhẫn nhá. Vâng. Nhẫn để mà em đeo tay nhá. Vâng. Rồi đây. Thầy còn em thử lấy bỏ ra đeo vào tay xem nào, đẹp không? Vâng. Đấy còn Hải thì đây cũng có rất là nhiều bánh kẹo nhá, đây này. Vâng. Em mà bỏ nhẫn ra xong rồi đeo ở tay xem ngón nào vừa. Đấy, ui, phải đẹp không? Giơ tay xem nào. Giơ này, đấy. Không, giơ bên này mới thấy. Đấy, đây cô bác này. Rất là đẹp luôn. Đây là đính một cái hột màu đỏ nữa. Hột như kiểu ruby ấy. Đấy, bây giờ thì xử cất cái kia đi nhá. Đây, anh tiếp tục là ở đây xem nào. Có thêm là những cái gì nữa. Đây là cái gì đây? Đấy. Đây Hải đọc đi. Đây là bức tranh có kèm theo câu chúc phước cho những cây ăn trái. Bà chiêm trồng nhớ cháu Lực dắt em Sử đi mua khung rễ vào phí khi để vào thùng khi bị vỡ bị kiến. Đây, vừa rồi thì các em cũng đã dặn rồi, đây là chanh nhá. Vâng. Để lúc nào mà đi kiếm cái khung thì để sau nhá. Vâng. Đấy, là bỏ vào trong này nhá. Vâng. Rồi, đây. Còn là thêm, đây là những cái gói kẹo sao đấy. Nho khô Hải Sử là kẹo nhá. Vâng. Đây là nho với lại kẹo nhá. Vâng. Đây. Vâng. Còn là đây là chắc là vỏ, chắc là cái móc này các bác này. Không biết là cái móc là sẽ ở đâu ấy. Xem là cái móc đấy. Sáu hộp cá này là của cháu Lực. Ở đây thì bà cũng gửi cho cháu Lực thêm là 6 hộp nữa các bác ấy. Là 6 hộp cá, cũng như là hộp cá của các em này các bác này. Nhìn ở bên ngoài ấy. À đây là dây thắt lưng à? Không phải. Đấy là ở trong thôi. Này để điện thoại thì oách select luôn nhỉ? Vâng. Ok chưa? Ok. Đây là giấy gì đây? Đọc xem nào. Đẹp chưa? À. Đẹp đây nhỉ, cái này để điện thoại. Để đeo chéo cũng được, đấy, mình đeo chéo trên vai cũng được, đeo đấy cũng được. Đấy, đấy đúng rồi đấy. Ok chưa? Ok đấy. Ok đúng không? Đấy, tiếp tục là xem là ở đây thì có những cái bác này. Hải 4 áo mùa hè, 1 áo, 1 quần đi học, 1 đôi tất để đi trong nhà. Đấy, anh đây là quà của Hải nhá. Vâng. Mở ra từng cái món đồ một đã. Đây tất này, một đôi tất này. Một đôi tất đi trong nhà và một quần đi học. Đấy, quần đi học là cái này nhá. Vâng. Này nhá. Vâng. Và món áo mùa hè thì là đây nhá. 1, 2, 3, 4 đây nhá. Vâng. Anh gửi cho Hải nhá. Vâng. Rồi còn một thêm này, này là của cháu Lực của cô bác này. À, cháu Lực thì cũng có rất là nhiều quà cô bác. Đây ở bên trong thì có vẻ như là có áo sơ mi này, lại thêm là áo cộc tay nữa, cộng thêm là một chiếc quần nữa. Đấy, cái này là bà tặng là gửi bảo cho anh. Vâng. Đấy, anh để đây nhá. Đấy, rồi còn là thêm là đây nữa. Đây là bàn chải, xà phòng, tắm, kem đánh răng của Hải Sử. Đấy gồm có là 1, 2, 3, 4, 4 cục xà phòng, 2 cái bàn chải đánh răng. Đấy, 2 cái bàn chải đánh răng thêm là 1, đúng rồi, 2 cái bàn chải đánh răng thêm là 2 hộp hộp kem đánh răng nữa. Đấy, còn ở đây thêm một móc khóa nữa. Đấy, đây nhá. Còn đây là xem nào, thuốc bổ dầu cá của Sử ngày uống. Ngày uống sau bữa ăn đấy nhá. Đây là sau bữa ăn là uống cái này nhá. Vâng. Còn
hết rồi đúng không? Rồi, xin tiện lấy cái thùng bỏ sau này. Xem là đây là cái gì nữa. Đây, cháu Lực sẽ đọc vào một cái bức thư mà bán Phạm gửi cho các bác nhé. Cháu Lực làm ơn kiểm tra đồ ở trong thùng để cháu bà nó thấy, đừng để em xử làm vì em xử không biết đọc. Cảm ơn con nhiều. An Phạm, cháu nói với em xử là tất cả đồ dùng quần áo thì để ở nhà mới, khi giặt ở nhà mới, phơi khô thì để vào tủ để quần áo sạch sẽ, không giặt ở nhà cũ nữa nhé. Đấy, đây là vừa bán Phạm gửi cho các em nhé. Đấy. Còn là cái này là cái gì đây? Bao này dùng để đựng thịt hoặc đồ ăn vào tủ khỏi bị mùi. Đấy, cái này là dùng để đẩy vào tủ nhá, khi mà có thịt vào ấy. Đấy. Đấy, vừa rồi thì là những cái phần quà của bà An Phạm là gửi tới cho ba anh em cô bác ạ. Và phải nói là những cái món đồ mà bà gửi cho các em thì rất là giá trị cô bác ạ. Ở đây thì thứ nhất là giá trị ở phần vật chất, và thứ hai thì là giá trị ở cái phần mà tinh thần cô bác ạ. Giá trị ở cái phần là tình cảm mà bà An Phạm dành cho các em. Đấy, phải nói là bà An Phạm tự tay đi lựa những cái món đồ một này, xong là đem ra chỗ gửi. Gửi thì cũng rất là xa xôi chứ không phải là gần. Có thể là gọi là một nửa vòng trái đất đi. Một tháng thì là anh vừng cùng với các em thì mới nhận được phần quà của bà An Phạm. Đấy. Còn cháu Lực cũng xin thay mặt ba ông cháu cũng như là cháu Lực nữa gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy cảm ơn những cái phần quà của bà An Phạm và của gia đình bà An Phạm nữa. Đấy, vừa rồi thì các em cũng có gửi lời cảm ơn tới bà An Phạm phải đúng không? Đấy, hai anh em chúc bà An Phạm thêm một lần nữa thật nhiều sức khỏe nhé. Hải trước nhé. Con chúc bà An Phạm thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Con chúc bà An Phạm thời gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công cho công việc ạ. Đấy, hôm nay thì rất là vui cô bác ạ. Thứ nhất thì là nghe tin của ông về đến nhà. Thứ nhất là ông về đến nhà là không có bị làm sao cả, bình an là về đến nhà. Và thứ hai thì là nhận được cái phần quà của bà An Phạm rất là ý nghĩa cô bác. Thế còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, còn là về cái mật ong của ông ấy cô bác, nếu mà các bác yêu quý ba ông cháu, điện cho cháu Lực để mà cháu Lực gửi cho các bác được những lít mật ong nguyên chất nhất và giúp cho ba ông cháu có thêm phần kinh tế thu nhập của bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Hãy còn là bây giờ thì ba anh em xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu sự cho tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.